Việc Liên hiệp Anh rời khỏi EU, Brexit, đã giúp cho các câu lạc bộ tại Premier League có nhiều cơ hội trong việc tiếp cận, khai thác và sở hữu các tài năng trẻ ở phía bên kia Đại Tây Dương, do các cầu thủ này không còn gặp nhiều khó khăn trong việc xin cấp thị thực tại châu Âu, và mức giá của các cầu thủ này thường thấp hơn rất nhiều. Điều đó phần nào lý giải việc bộ đôi Edu và Arteta ngày càng có nhiều sự quan tâm hơn đến thị trường đầy tiềm năng này. Edu đến Arsenal vào năm 2019 sau khi rời khỏi vai trò của mình với đội tuyển quốc gia Brazil. Người ta kỳ vọng rằng giám đốc kỹ thuật mới của câu lạc bộ sẽ mở ra cánh cửa đến thị trường Nam Mỹ, đặc biệt là quê hương của anh ấy. Tại thời điểm hiện tại, đã có rất nhiều lời khen ngợi đối với bộ đôi Edu và Arteta trong việc thực hiện các thương vụ chuyển nhượng của đội bóng. Không ít những cái tên đã thực sự tỏa sáng, có những đóng góp quan trọng và trở thành những nhân tố không thể thay thế trong các sơ đồ chiến thuật của Arteta. Tuy nhiên, không phải lúc nào Edu cũng thành công, đặc biệt đối với các cầu thủ đến từ Nam Mỹ. Hàng loạt những cái tên như David Luiz, Willian, Gabriel Magalhães, Pablo Mari và Gabriel Martinelli đã cập bến Emirates. Tuy nhiên, không mấy người biết rằng Gabriel Martinelli, một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất, được kỳ vọng nhiều nhất lại chính là sản phẩm do tuyển trạch viên Francisca Zigao tìm ra và đạo diễn thành công chứ không phải Edu. Trong số các cái tên còn lại, ngoại trừ Gabriel Magalhães, cầu thủ đang giữ một suất chính tại trung tâm hàng phòng ngự của Arsenal bên cạnh Ben White, các cái tên khác, không ai đáp ứng được tiêu chí của đội bóng cả về chuyên môn, độ tuổi hay là các cầu thủ thuộc dạng tài năng và có tiềm năng phát triển như người hâm mộ chờ đợi. Tuy nhiên, điều này có vẻ sẽ thay đổi với việc Arsenal đang thúc đẩy việc ký hợp đồng với một trong những ngôi sao được đánh giá cao nhất của Brazil. Hãng thông tấn Brazil đã đưa tin, Arsenal đang có những động thái rõ ràng nhằm có được chữ ký của Savio Moreira de Oliveira, cầu thủ chạy cánh của câu lạc bộ Atlético Mineiro, bất chấp việc Manchester City mới là đội bóng được cho là có những liên hệ trước và mức giá mà đội bóng nửa xanh thành Manchester sẵn sàng bỏ ra là 12,5 triệu euro, trong đó phí chuyển nhượng cố định là 6,5 triệu, có thể tăng thêm 6 triệu tiền thưởng. Ngoài ra, câu lạc bộ Brazil nắm giữ 12,5% quyền sở hữu để có thể có được cầu thủ đầy tiềm năng này. Tài năng trẻ người Brazil sẽ bước sang tuổi 18 vào tháng 4 tới, và đó cũng chính là thời điểm mà các câu lạc bộ châu Âu hoàn toàn có thể sở hữu anh vào thời điểm đó mà không cần phải đợi đến khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa. Arsenal và Edu được cho là đã đưa ra những lời đề nghị thú vị hơn tới Savio, trong đó bao gồm cả về mức thu nhập cũng như khẳng định vai trò của cầu thủ này trong các kế hoạch tương lai của đội bóng. Trong khi đó, theo trang football.london, pháo thủ cũng đang theo dõi một cầu thủ Nam Mỹ khác. Mục tiêu của họ là Gilmar Loza, tuyển thủ 21 tuổi người Peru. Rõ ràng câu lạc bộ không thể hoàn toàn đặt niềm tin đối với một Cedric Soares đã ở độ tuổi 30 và phong độ không thực sự ổn định, làm phương án dự phòng lâu dài cho Takeiro Tomiyasu. Trong bối cảnh câu lạc bộ cần nâng cấp chất lượng và chiều sâu cho đội hình thì Loza chính là mục tiêu hợp lý mà họ có thể nhắm đến. Và bằng cách sử dụng thị trường Nam Mỹ làm lợi thế của họ, Edu cuối cùng có thể khai thác được nguồn tài năng lớn sẵn có ở đó. Đối với nhiều người, hậu vệ cánh người Peru của Sporting Cristal, Gilmar Loza có thể là một ẩn số. Nhưng trong mắt các nhà tuyển trạch đó là cái tên không hề xa lạ. Cầu thủ 21 tuổi này đã có 6 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Một hậu vệ cánh phải đầy tốc độ, kỹ thuật và huấn luyện viên Roberto Mosquera đã mô tả Gilmar Loza là một cầu thủ xuất sắc và tài năng của bóng đá Peru. Hợp đồng của Gilmar Loza với đội bóng hiện tại của anh ấy chỉ còn thời hạn đến tháng 6 năm 2023. Điều đó cũng có nghĩa Edu và Arteta hoàn toàn có thể có cơ hội sở hữu cầu thủ này với mức giá vừa phải. Nếu kết thúc mùa giải này ở vị trí top 4, cùng với việc thông báo mở rộng Champions League từ 32 lên 36 đội, điều đó đồng nghĩa với việc từ mùa giải 2004-2005, số trận đấu mà mỗi đội bóng phải thi đấu tại vòng bảng sẽ tăng từ 6 trận lên 10 trận, cùng với đó là các trận đấu tại League Cup và FA Cup sẽ gây thêm căng thẳng, áp lực cho các cầu thủ, huấn luyện viên và câu lạc bộ. Việc mang về nhiều hơn nữa các bản hợp đồng có chất lượng và tiềm năng là một điều mà câu lạc bộ bắt buộc phải thực hiện. Và thị trường Nam Mỹ chính là một trong những thị trường giàu tiềm năng nhất mà bộ đôi Edu và Arteta có thể khai thác và tận dụng trong việc hiện thực hóa mục tiêu mà họ đã đề ra, đó là đưa Arsenal trở lại thành một thế lực bóng đá có đủ sức cạnh tranh chức vô địch với các đối thủ giàu tiềm năng khác.